Em xin chào các bác. Vâng, bây giờ thì cũng là khoảng 12 giờ rồi, rất là đói rồi ạ. Nhưng mà theo yêu cầu của ba bốn bác ấy thì bảo là lên cho anh con giải mã của Đờ Lông, con giải mã ngon một tí, hình thức tương đối. Vâng, đấy thì em đây lên cho các bác luôn nhá. Đấy, con này là con ME33. Đấy, con này thì dòng chạy 6 sò than nhá, 6 sò than. Đấy, sò đặt bên này các bác này. Con này thì dòng tản nhiệt đặt phía trong máy và chạy 6 sò than. Tiếng của anh rất hay các bác, của anh mượt lắm, của anh rất phê luôn. Đấy, ngoài ra thì anh em và các bác làm mà có làm công suất chỉnh bát tét thì ok, chỉnh được ạ. Đây. Đấy, thích nghe nhiều bát thì đưa về chế độ on này. À, thích chỉnh bát thì đây, đưa bát từ 10 hoặc là cắt bát thì đây. Ok chưa ạ? Đấy, còn không thì mình có thể xoay này. Thông thường thì bát con này nếu mà các bác để chế độ nhiều bát thì để 4 thôi. Đấy. Thì chỉnh sang tét thì để 6 hoặc 8 là nghe hay lắm. Đấy. Máy móc là mặt trên mặt trước là vẫn ok lắm, nhìn tuyệt vời. Đấy. Công suất máy là 55 các bác nhá. Điện là 100V, mã là ME33. Có cả đường sụp ốp vào, cầu loa kẹp sẵn rồi. Các bác nếu có ghép loa thì ghép con loa từ 6 đến 16 ohm. Đây là các đường AV. AV thì có 1 2 3 4 cổng. Tương đương có 2 cổng vào, 2 cổng ra. Quang cũng có 2 cổng, 1 cổng vào, 1 cổng ra. Phía trên là FM và AM. Đấy. Thì đấy là về cái phần sau và thông số kỹ thuật. Cái tản nhiệt phía trong đây em bảo nha, đây, cái tản nhiệt phía trong này. Đấy, đặt phía trong và đưa quả gió thổi ra ngoài. Dòng này thì chạy 6 sò các bác nhá, chạy 6 con sò than. Đấy. Điện ngoài rất hay các bạn. Các thiết bị ví như mặt máy này, mặt máy kết hợp với cả mặt máy mà liên kết với cả vì mạch của nó là dòng nó liên kết bằng cáp nhá, bằng một sợi cáp rất là to. Đấy, đó là dòng cáp bẹt đấy. Đa số nói chung thì các con này thì nó thông thường thì nó sẽ liên kết bằng cáp. Còn có những con khác thì nó liên kết bằng kiểu dây ấy. Bằng dây. Đấy, còn con này thì nó dùng cáp, nó hiện đại hơn nhiều. Đấy. Con này giải mã tuyệt vời lắm các bạn đây. Đấy. Giá con này thì em thôi em để các bác là 1.550.000 nhá. Em kỷ niệm cho các bác một con 1.550.000 tại vì bây giờ cũng trưa rồi. Em đói rồi, đói sốt cả bụng rồi. Nhưng mà đại đi ăn này thì các anh điện đấy bảo là thôi chịu khó quay của anh tí được thì anh chốt luôn. Đấy thì em quay lên đấy thì bác nào mà chốt thì nhanh tay luôn cho em nhé. Vâng, 1.550.000. Đấy, em đang nghe đường quang đấy. Đấy, còn có mà thích nghe điện thoại thì cắm điện thoại vào. Đấy, thích nghe điện thoại thì cắm điện thoại nhá. Đấy, sau này vì các bác có làm công suất thì cắm điện thoại được. Đấy, các bác muốn nghe thôi thì cắm vào cho em này. Đấy, OPT nó là giải mã nha. Còn các bác nghe điện thoại thì chuyển cổng cho em này. Chuyển cho em này. Còn nút like đây nha, chuyển này. Cắm cổng nào chuyển cổng đấy em đây. Cắm cổng like thì chuyển cổng like. Còn nếu bác làm mà cắm AUX thì chuyển AUX được chưa ạ? Đấy, nghe quang thì chuyển về đây. Quá tuyệt vời các bạn, quá tuyệt vời luôn ạ. Của anh rất là hay ạ. Đây em đang phối với con loa này. Đây em đang ghép với cặp loa MA3 nhá. MA3, MS3, em xin lỗi MS3, dòng loa này đánh chất lắm.
Phải nói là wow và wow các bác ạ, tiếng nó quá hay luôn các bác ạ. Thực sự các bác là con này nó quá đẳng cấp, con MA33 này. Nhà em thì cũng đang sử dụng một bộ MA33. Là em sử dụng cả cục cả loa luôn chứ em không không kết hợp gì cả. Hiện tại thì bộ em đang để phòng khách. Đấy thì đợt tới này em cũng đang chuẩn bị là lấy tiếp một cặp MS3 kìa. Bởi vì là sau khi mang con này em thấy con MS3 của anh bát căng, con nào anh bát rất là căng nhé, anh rất là phê. Đấy thì đấy là em phối thử để các bác nghe thử thôi. Còn con em bán giải mã nhé, em bán giải mã là chính. Đấy thì mọi thông tin chi tiết thì cứ liên hệ cho em qua số 0966 594 581 các bác nhé. Địa chỉ ở số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội các bác. Nghe hay thật. Em thật quá, em mà không đói là em ngồi em nghe thêm tí nữa đấy. Em mời các bác nghe thêm tí nữa nhưng mà đây 12 giờ 08 rồi. 12 giờ em nghỉ trưa mới đi ăn mà. Bây giờ ra không biết còn cơm không nhưng mà thôi kệ, cứ khách hàng là chính mà. Ok các bác nhá. Em tắt video em đi ăn cơm cái. Đấy thì bác nào mà chốt thì cứ alo cho em nhá. Xong rồi chiều em đóng em gửi hàng luôn cho. Chiều hôm nay thì gửi hàng gì? Bác nào tỉnh xa thì chắc chỉ khoảng 3 4 ngày là tới mà. Còn bình thường gần đây thì 1 2 ngày là tới. Như hôm nay em gửi cho bác khách Quảng Ninh gửi hôm qua mà. Hôm nay về theo họ làm nhiệt tình, hôm nay họ phát hàng, sáng nay có hàng luôn. Đấy, nó cũng nhanh lắm, nói chung thì tùy từng địa điểm từng số bác. Đấy. Vâng, em xin chào các bác nhá.